Sáng nay ngày 6 tháng 3, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh và các thành viên Ban chỉ đạo. Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 420.000 người, tăng hơn 8.700 người so với năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế chiếm gần 92% dân số. Công tác thu được đảm bảo, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từng bước được kiểm soát. Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có những bước đột phá. Trên cơ sở đánh giá phân tích những tồn tại hạn chế trong việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Ninh Hóa xác định mục tiêu năm 2024 là tăng 4,54% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 22,46% số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 4,52% số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với số thực hiện năm 2023 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đầu thanh tùng nhấn mạnh để hoàn thành chỉ tiêu được giao các thành viên ban chỉ đạo các cấp cần nâng cao vai trò trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ kịp thời đối với công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh xác định nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân người lao động và người sử dụng lao động về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần có sự tham gia vào cuộc của cải thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ để tổ chức tuyên truyền phù hợp hiệu quả. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh giao bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối với các sở ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thuê mướn sử dụng lao động đang hoạt động theo thẩm quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục quan tâm tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo hướng dẫn để cơ quan bảo hiểm xã địa phương phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm, từ đó triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.